giờ phút này mà nếu mà các anh chị không chuẩn bị thì không kịp nữa rồi. Năm nay không có nhược. Năm nay 27, 28 dương lịch, tháng giêng dương lịch là Tết âm lịch rồi. Nếu mà bây giờ mà các anh chị không làm thì không kịp. Nếu mà chị không làm trễ thì qua Tết nó mới nở. Thì bây giờ nó có một số việc, tuy là các anh chị biết rồi nhưng mà tôi nhắc lại, có số việc các anh chị tập trung làm liền ngay bây giờ. Thì bây giờ thứ nhất á, là về phụ gia trước. Thì các anh chị thấy bây giờ ban đêm mà nếu mà các anh chị ra ngoài khoảng 12 giờ, 1 giờ các anh chị thấy gió đông bắc về không? Đúng không? Hơi xe lạnh. Đồng ý ban ngày nó đóng. Và thưa các anh chị, vừa rồi triều cường lên nó báo cho mình biết là bắt đầu ngày ngắn. Vô trong cái quy trình là tất cả về cây hoa hay là những cây thực vật bị ức chế tăng trưởng, tức như là thiếu ánh sáng và nhiệt độ hạ trong đêm, cây không ngưng tăng trưởng, không tăng trưởng nữa. Để chi? Ra bông ra trái vào cuối năm. Thì thưa các anh chị, không phải là biến cái nước của mình nhưng mà cả thế giới luôn. Ở này bây giờ cái trục nó hơi xoay 30 độ thì bắt đầu mình ngày mình ngắn rồi và đêm xe lạnh rồi. Thì bây giờ cái cần là nếu 1-2 ngày nữa hay là tuần sau đổ lạnh rồi các anh chị nghĩ sao? Nếu mà các anh chị không chuẩn bị những cái đủ hoa giờ lúc này, các anh chị phải cho nó bật báo này, cho nó không quá mầm hoa. Nhưng mà cái đợt là nhào xuống đứng liền, đủ hoa nó sẽ không phát triển. Thì bây giờ cái việc cần làm là các anh chị bây giờ con số các anh chị đưa kích hoa cho rau hoa đúng tết. Nhưng mà thời tiết bây giờ vào cuối năm thì đương nhiên là nhiệt độ hạ, mình không biết cái gió đông bắc lúc nào nó về mạnh đây, nhưng lúc này nó đưa về xây trồng trọt, nhưng lúc nào nó tràn vô miền Nam của mình lạnh trong đêm 20 độ không, thì đối với những cây lan nấm của mình nó sẽ bị nín nụ liền, nín nút. Thì bây giờ các anh chị nào vườn mai là các anh chị biết rồi, chưa lạc lá nhưng mà các anh chị phải giữ nút rồi. Nút bây giờ phải xanh, ở này thì sắp tới nó sẽ no, và khi các anh chị lạc lá nó cũng bung bạo nụ. Còn cái hoa lan của mình bây giờ nó phải đậu rồi, chuẩn bị rồi. Bảo này các chị nên nhớ là đâu phải là các chị kích cái là hôm trước hôm sau là nó có cửa bông đâu, phải không? Ít nhất cũng phải là một tuần. Bảo này, nhưng mà nếu một tuần hay tuần nữa mà giờ nó đổ lạnh rồi các chị nghĩ sao? Đứng nụ, đứng cửa. Và cái gặp điểm của các chị giờ ló khúc khúc giờ rồi đổ lạnh xuống cái đứng luôn, đen luôn, đúng không? Mà bây giờ cái ngọc điểm là tự nhiên bây giờ các chị cứ nước lạnh không, bây giờ nó vẫn ló cửa, nhưng cái cửa đó không phải là cái giòi hoa các chị. Nếu các chị không làm nó ra chút xíu rồi thôi, hoặc là thằng nào nó ngoan cố lắm nó ra được khúc 5-7 cái bông rồi xong. Mà mình cần thấy nó dài, không phải nhiều, mà không phải một giòi mà 2-3 giòi tùy theo kích cỡ của cây. Và cây năng rô bây giờ gần hết lá ngọn rồi, hoặc là những cây đương ra cây con nhưng cây già nó chưa ra bông, hoặc là ra bông rồi phải ra nữa đối với cây năng rô. Còn cái cánh la da bây giờ các anh chị 10 chậu bây giờ là những cây con nó gần ra hết lá rồi, bây giờ các anh chị phải cho nó phân quá mỏng quá, trừ ra những cây mới ra cửa không mình không nói, thì cái xác suất cánh la da của các anh chị ít nhất cũng phải là 60-70% bông tết nếu các anh chị làm từ bây giờ. Còn không làm thì lác đác 2-3 chậu có bông trong tết thôi đó. Bây giờ tôi nói từng chấm nha, nói công điểm rồi, bây giờ tới cánh la da rồi, năng rô rồi, đúng không? Thì bây giờ nói chung là tập trung là các anh chị phải làm hoa được nè.
ăn đau, đủ sức đau ăn, đó sẽ ra. Cái là các anh chị cần làm này. Thứ nhất nè, nếu Huy còn sức may mắn thì có một cái đó hết rồi. Chứ biết sao nó không sản xuất hết hạn. Nano độc. Nó đâu còn. Rồi, ok. Sức bè, bè mọt. Bây giờ là các anh chị phải đưa độc vô rồi. Đúng rồi. Rồi làm bông sao? Mà ổng đại tôi nghĩ là các anh chị là kích rai rai rồi đúng không? Nhưng mà chưa đâu. Nhưng mà giờ các anh chị đưa độc vô cho tôi. Thứ nhất là bởi vì khi mà đổ lạnh thì thưa các anh chị, cái bệnh mà thúi đen rễ xuất hiện và thúi đen đỏ. Cái mùa lạnh chứ không phải mùa nóng đâu. Trong mùa mưa thì thúi nhùng, thúi mịn. Mùa lạnh là thúi đen. Bây giờ các anh chị đưa độc vô, nó giúp được cho các anh chị nhiều vấn đề. Thứ nhất là giúp cho các anh chị chống lạnh sắp tới. Cây mình phân quá mà hoa đối với cái la da mình chưa thấy đâu, nó còn nằm ở dưới gốc, nhưng mà nằm mầm hoa nó bạch rồi. Nhưng mà nếu lạnh cái tế bào trong đó bị đông đặc thì anh thôi là bắt đầu nhảy cửa nhảy con là thua. Và cái la da mà hãy nhảy con là thua, ra lử mèo nhưng mà hãy nhảy con dưới được thua. Nó phải đứng cái cửa ở dưới thì nó mới đậu được. Nếu mà lạnh cái là con nhảy liền, rễ thun vô là con ra. Các chị nên nhớ cái quán tính cây đăng rô cũng vậy. Nhưng mà cây đăng rô nó được cái là một cái giả hành đó, nó ra tới chừng nào hết bông thôi. Các chị đừng nghĩ là cây đăng rô cái ngọn nó ra bông rồi thôi, không, nó ra nữa. Nếu mà các chị làm đúng, khai thác nó đúng, không nè. Thì bây giờ trở lại cái việc các anh chị cần làm là bây giờ các anh chị phải đưa đồng vô vào lúc này. Các chị đưa vô coi, các chị sẽ thấy là qua ngày hôm sau nắng lên, ngó cái đọt giùm cho tôi nha, coi nó bóng như thế nào. Sau khi các chị đưa nước xong, coi nó bóng. Khi mặt trời đã chiếu vào anh rồi, là anh ăn được đồng ấy. Thì bây giờ nếu mà các chị chơi đang hoạt động được thì tốt, nhưng mà mấy cái anh chị mà thôi, bây giờ theo tôi thì các chị mua mẹ làm chay đồng đó đi.